Ông Lê Anh Kiệt, trưởng phòng dân quá thông tin thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng cho biết, video clip một thanh niên đòi thu tiền khi chụp hình tại vườn chè cầu đất xã Trạm Hành thành phố Đà Lạt xuất hiện trên mạng xã hội mới đây gây bức xúc dư luận chính là dàn dựng. Theo xác minh của công an thành phố Đà Lạt, người đòi thu tiền của nhóm du khách xuất hiện trong video clip là HNM 23 tuổi, tạm trú tại phường 4 thành phố Đà Lạt. Làm việc với cơ quan chức năng, M khai nhận vào khoảng 6 giờ sáng ngày 19 tháng 9, M lái xe chở theo BTTN 26 tuổi và BTTB 27 tuổi cùng ngụ tỉnh Đồng Nai đến khu vực gần điểm du lịch Thiên đường Sân Mây, tại đây có vườn chè cầu đất nổi tiếng. Để có video clip đăng trên mạng xã hội, M đã nhờ hai nữ du khách không quen biết tham gia quay video giấu mặt. N chịu trách nhiệm dùng điện thoại quay video. Nội dung dàn dựng là bốn du khách đang đứng ngoài đường chụp hình có hậu cảnh là vườn trà thì M xuất hiện tự xưng là chủ vườn trà, đòi thu của mỗi người là 100.000 đồng nhưng mà nhóm du khách này không đồng ý nên hai bên đã xảy ra kẻ giả. Giờ sau khi quay xong thì M đăng lên đăng video trên tài khoản mạng xã hội và nhiều người đã tin là thật và đăng lại các tài khoản đăng lại trên các tài khoản mạng xã hội với lời bình luận không hay làm ảnh hưởng đến du lịch Đà Lạt. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử phạt M.